thèm một bát phở. Cháu bé, nhà cháu ở đâu? Cho cháu này. Còn bé này đúng là còn không nói được câu cảm ơn. Mấy đứa nhóc lang thang thì lấy đâu ra? Ấy, con bé nó bị câm các bác ạ. Không biết nhà nó ở đâu, nhưng chịu khó nhặt rác kiếm ăn, chứ không thấy trộm cắp bao giờ. Ra là vậy, khổ thân con bé quá. Tôi đang định lên phường nhờ họ giúp đỡ, chứ cứ để con bé lang thang thế này, nhiều mối nguy hiểm rình rập lắm. Tôi biết một nơi có thể giúp cô bé. Ồ, thế thì tốt quá. Vậy cô giúp được nó thì thật chẳng gì bằng. Vâng. Cô bé, con có muốn tới một chỗ tốt hơn, có cơm ăn và được học hành không? Thôi chết, cô bé vừa đến lại đi đâu mất rồi. Ơ, sao cháu lại ở đây? Sáng nay, tôi lại thấy con bé lang thang ngoài đường. Ở các cô chăm nom cháu cẩn thận. Vâng, chúng tôi sẽ hết sức lưu ý. Ra, cô bé từ chối được ăn no, được mặc ấm, bỏ trốn khỏi nơi có thể cho cô bé cuộc sống đầy đủ. Vì tình mẫu tử thiêng liêng này, nơi nào có mẹ, có con, thì nơi đó là nơi đầy đủ và hạnh phúc nhất. Người mẹ mới chính là ngôi nhà của con gái, ngôi nhà đích thực của tình yêu thương. Ngày mai, chị và hai cháu về ngôi nhà tình thương của chúng tôi nhé. Chị có thể giúp chúng tôi nhiều việc. Cảm ơn chị nhiều lắm. Bamusla với chiết xuất từ trái sữa và glutathione giúp hỗ trợ tăng cường chức năng gan và tăng sức đề kháng của cơ thể. Bamusla nhập khẩu bởi Sâm Phật Ma. Phong lan tình yêu. Anh đã nhìn rõ chưa? Ơn trời, mắt anh đã lành lại. Anh lại được nhìn thấy gương mặt thân thương của em và các đồng đội. Bác sĩ và quân nhân tranh thủ tâm sự đi. Hai ngày nữa là trung đoàn phải di chuyển rồi. Nắng nóng ở đây làm em trông mệt mỏi quá. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Giá mà mọi thứ cứ bình yên thế này anh nhỉ? Ngày đó sẽ sớm tới thôi em. Anh Tính, nhìn kìa, kìa có phải là lan rừng không anh? À, đúng rồi, đây là lan Đai Châu đó em. Giữa rừng sâu núi thẳm, lại có một nhánh hoa dại đẹp quá. Mùi thơm của nó ngọt ngào quá. Mưa rừng to quá, nhanh lên em. Bác sĩ mà ốm thì lấy ai chăm sóc các bệnh nhân? Cô sốt cao quá, hãy uống thuốc để sớm khỏi bệnh,
Sốt rét rừng rất nguy hiểm. Cứ mặc tôi sống đi làm gì nữa? Cả gia đình tôi chẳng còn ai sống sót. Dù thế nào cô cũng phải gắng sống để còn cứu chữa người bệnh, và còn chờ anh Tính trở về nữa. Anh Tính đi rồi sao? Giữa lúc tôi đang ốm nặng, tin dữ của gia đình tôi vừa truyền đến sao? Anh Tính lo lắng lắm. Anh ấy đã túc trực suốt lúc cô hôn mê, nhưng cả trung đoàn của anh ấy phải lên đường. À, anh ấy nhờ tôi đưa cô cái này. Trung sĩ Tính gửi cho cô đấy. Mai à, anh biết lúc em cần, anh lại không thể ở bên. Em hãy cố gắng vượt qua nhé. Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thắm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Hội chợ hoa xuân mời nghệ nhân tới tham dự. Anh Tính à, đã 20 năm nay, giò đai châu ngày nào chẳng chịu nở hoa, chỉ có lá xanh đơm trổ. Vậy mà xuân này, lan rừng lại nở ra thơm ngát, hoa đã tìm về, sao anh vẫn bạc tinh? Anh hãy cho phép em làm điều này, anh nhé. Ô hô, giò lan Đa Châu đẹp quá, còn thơm nữa. Lần đầu tiên tôi mới thấy loại lan rừng đẹp thế này. Giò Đa Châu này giá bao nhiêu ạ? À? Giò hoa này gắn liền với kỷ niệm của tôi không bán. Đây là lần đầu giò lan ra hoa lại sau 20 năm chỉ trổ lá đó cậu. Dạ, ra là vậy. Ba cháu cũng mê phong lan lắm. Ông có một vườn lan mà vẫn không thỏa. Vậy sao cậu không nói ba cậu mang lan tới hội hoa? Tôi không muốn giữ vẻ đẹp và sức sống này cho riêng mình, nên đã mang hoa tới đây để mọi người cùng thưởng thức. Cha cháu sẽ không tới đâu. Ông luôn buồn bã, hoài niệm về một nhánh lan rừng ngày còn ở chiến trường. Mấy bữa nay, vết thương ở mắt tái phát, nhưng ông nhất định không chịu phẫu thuật. Vậy sao? Vâng, cháu hy vọng tìm thấy đúng loài hoa ông thương nhớ. Mai ra sẽ khiến ông lạc quan mà thay đổi quyết định. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội hoa rồi. Hay là chút nữa cậu cứ cầm giò hoa này về cho cha mình. Chừng nào mọi chuyện ổn thỏa, hãy mang trả tôi. Được thế thì tốt quá. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cô cho cháu xin địa chỉ. Chào cậu. Dạ chào cô. Cháu mang giò lan tới trả cô như đã hứa ạ. Đây là... Dạ, đây là ba Tính, ba nuôi của cháu đó ạ. Nhờ giò lan của cô, ba cháu đã đồng ý phẫu thuật mắt. Hôm nay, hai cha con cháu muốn tới cảm ơn cô. Anh Tính. Cô là giọng của Mai sao? Anh Tính, có phải vì những vết thương này mà anh trốn tránh em suốt 20 năm qua? Anh xin lỗi, anh sợ sẽ là gánh nặng cho em. Anh thật là... Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thấm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Bamusla, với chiết xuất từ trái sữa và glutathione giúp hỗ trợ tăng cường chức năng gan và tăng sức đề kháng của cơ thể. Bamusla, nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Nàng bò tót. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng núi nghèo, có hai bà cháu mồ côi nương tựa nhau sống. Trong một lần đi rừng, chàng trai mồ côi đã bẫy được một con bò tót to. Thưa bà con, Khờ Lú bắt được một con bò tót to mọng. Cậu ấy mang về chia cho dân bản ta hết, chỉ nhận lại một phần đùi. Thay mặt dân bản, già ta lấy làm cảm tạ Khờ Lú lắm lắm. Hai bà cháu sau khi ăn hết phần thịt còn lại cái chân, họ đã không chặt nấu và vứt đi mà cẩn thận gác lên sàn bếp. Ai đã vào nhà mình thế nhỉ? Lại còn cơm nước sẵn sàng thế kia.
Đừng ăn, nhớ là cơm của con ma thì sao? Vàng ơi, nhưng cái bụng đói quá không chịu được. Hay bà cháu ta cứ đánh liều ăn xem sao? Bà thấy chưa, nếu là cơm ma thì bà cháu ta đâu còn nguyên vẹn như thế này. Ừ, phải rồi. Lạ quá bà nhỉ. Bà ơi, chắc chắn có người vào giúp bà cháu ta. Ta chỉ sợ con ma thôi. Ăn của con ma rồi thì phải chết theo con ma thôi, cháu ơi. Hay là thế này đi bà. Bà ơi, việc nương rẫy đã xong, còn ít cây con chưa dọn hết. Bà ở nhà làm nốt, cháu phải sang bản bên xin ít muối và gạo nhé. Cháu đi nhanh chân rồi chóng về nhé. Cháu đi hai lần mặt trời dậy, hai lần mặt trời ngủ mới về. Ôi, hóa ra là một cô gái xinh đẹp ư? Cô ấy từ đâu đến? Bắt được kẻ xấu vào nhà ta rồi. Anh buông tôi ra, tôi là người trong nhà đấy mà. Ta có thù oán gì với cô mà cô toan bỏ thuốc độc giết bà cháu ta? Tôi là người trong nhà, anh không nhận ra sao? Cô đừng giấu quanh, cô ở đâu đến đây? Nếu cô nói dối thì tôi sẽ giết cô. Anh có của mà không biết của đấy. Tôi là cái chân bò tót, anh không ăn tôi nên tôi đến để trả ơn cho anh. Cô trả ơn tôi đến bao giờ? Tùy anh thôi. Ừ, thế thì cô làm vợ làm chồng với tôi nhé. Nhà tôi nghèo, cô có ưng không? Làm vợ làm chồng thì phải theo phép của vàng chứ. Tôi nghèo, bà tôi nghèo, bạc nén không có, nồi đồng, chiên nấm, chiên bằng cũng không có, lấy gì làm lễ cưới? Vàng cho ta làm vợ chồng thì một lễ nhỏ cũng thành. Anh nấu một nồi cơm, vắt đủ 8 nắm, luộc một quả trứng cắt ra làm 8 miếng để làm lễ. Lúc làm lễ, anh ngồi trong nhà, em ngồi ngoài sân. Nếu anh ném đúng vào tay em cả 8 nắm cơm, anh lại hứng đủ 8 miếng trứng em tung vào. Tức là ý vàng thuận cho ta làm vợ làm chồng. Nếu bị rơi xuống đất, tức là vàng không cho, em sẽ xuống thang đi luôn. Chúng con xin cảm ơn vàng, cảm ơn trời đất đã cho chúng con thành vợ thành chồng. Từ đó, họ hòa thuận sống bên nhau, chung sức làm được một rẫy lúa to. Người vợ hết sức siêng năng, chăm chỉ, gia đình vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Rồi đến một ngày. Ơi khờ lú, ra mà xem, lũ bò tót đang phá hết nương ngô nhà anh rồi kìa. Thật không thể chịu nổi lũ bò này nữa rồi. Ta đã rình nhiều buổi mà chưa bắt được con nào. Anh ơi, sao anh nỡ bắn họ hàng nhà em? Thấy đàn bò ác lại nhận là bà con chú bác nghĩa là sao? Nó phá hết ngô, lấy gì cho con ăn? Cây một gốc, nước một nguồn, có phải bà con em mới nhận chứ đâu có nhận hoàng. Anh không cho ăn thì ra đuổi đi. Đuổi được nó à? Nó thúc cho thủng ruột ra chứ. Ừ, bà con cô thì cô ra mời họ ra rẫy nhà tôi đi. Em ơi, lui lại, bò giết mất em với các con đấy. Em ơi, các con ơi. Không. Anh mồ côi khơ lú bỗng nhiên mất vợ, mất con. Càng ăn năn với cơn nóng giận của mình, anh khóc rống lên. Tiếng khóc u buồn của anh đến cây rừng nghe cũng rủ lá, chim chóc cũng ngừng tiếng hót. Mùi vị của bánh. Cháu Lam mắc viêm tụy mãn tính, hiện tại biểu hiện của bệnh mới chỉ là những cơn đau bụng. Cháu phải tuân thủ một thực đơn nghiêm ngặt, tuyệt đối không ăn các thực phẩm giàu chất béo và protein. Nếu không giữ chế độ ăn uống nghiêm ngặt thì bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Mẹ về rồi hả? Nhanh lên mẹ vào thử xem bánh con làm thế nào. Mẹ biết con không được phép ăn bánh mà.
Mẹ tưởng con bỏ làm bánh rồi, nhà mình cũng có ai thích ăn bánh ngọt đâu mà con phải làm cho mệt người. Bánh hơi đặc, vị cũng ngọt và béo quá con à. Cái con bé này, suốt ngày làm bánh bày bừa ra đây, mình phải mắng cho nó một trận mới được. Chuyện gì thế này, còn sao thế hả Lam? Con đừng làm mẹ sợ nha. Con đau, đau quá mẹ ơi. Bệnh tình của cháu đang chuyển biến rất xấu, nếu đưa vào cấp cứu muộn một chút nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện này là thế nào hả bác sĩ? Chẳng phải bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc và giữ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tại sao con bé lại ra nông nổi này? Là con đã ném bánh ngọt, có thể mẹ nghĩ là vớ vẩn, nhưng làm bánh thực sự là đam mê của con. Và mẹ biết đấy, con không thể làm được bánh ngon nếu không thử bánh. Trời ơi, cháu có biết làm vậy là tự giết mình không? Trong bánh có dầu, bơ và cả trứng nữa, chỉ một chút thôi cũng khiến bệnh tình của cháu thêm nặng. Có cách nào giúp cháu khỏi hẳn không bác sĩ? Nếu cả đời này không thể làm bánh thì cháu không thể chịu nổi đâu ạ. Nhưng đây là căn bệnh sẽ theo cháu cả đời. Cháu phải sáng suốt và đặt sức khỏe của mình lên trên hết tất cả. Không ngờ con bé lại thích làm bánh đến vậy. Mình phải làm gì để giúp con bé đây? Mẹ nghĩ rồi Lam à. Nếu như con thích làm bánh, mẹ sẽ giúp con thử bánh đến suốt đời cũng được. Con cứ sợ mẹ sẽ bắt con từ bỏ việc làm bánh. Mẹ biết dù có cấm cản thế nào cũng không ngăn được một đứa cứng đầu như con. Mẹ không muốn con phải buồn khổ vì điều gì nữa. Được rồi, mẹ giúp con thử bánh đi ạ. Trông nó có vẻ ngon đấy. Thế nào hả mẹ? Khá lắm con à, nhưng mẹ nghĩ cần điều chỉnh tỷ lệ một chút. Mình làm thế này có đúng không? Nếu như bây giờ nói thật rằng chiếc bánh đó dở tệ, chắc chắn con bé sẽ chán nản lắm. Chi bằng cứ khen động viên trước, dần dần khả năng làm bánh của con bé sẽ cải thiện được thôi. Nghỉ tay ăn cơm đi con, tí nữa làm tiếp. Con đã ghi chép cẩn thận những góp ý của mẹ thời gian qua rồi. Con nghĩ mình đã có công thức làm bánh hoàn hảo rồi. Cái con bé này, vội vàng cái gì, làm như ai cướp mất công sức của cô không bằng. Sau này con muốn mở một hiệu bánh, muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của những người ăn bánh của con. Thôi, cứ từ từ đã con, sức khỏe của con giờ còn yếu lắm. Mẹ chỉ sợ bánh của con đắt hàng quá, đến lúc đó lại không có sức mà làm ấy chứ. Tuyệt quá! Một cuộc thi làm bánh sắp tổ chức. Mình sẽ âm thầm tham gia và làm mẹ bất ngờ. Đã đến lúc mình phải làm gì đó khiến cho mẹ tự hào rồi. Sao thế Lam? Sao lại ngồi đó mà không bật đèn lên con? Hôm nay con đã giấu mẹ để tham gia một cuộc thi làm bánh, nhưng mà cuối cùng con đã thất bại thảm hại. Con đã đi thi ư? Sao con không nói gì với mẹ? Con còn tìm đến ban giám khảo để hỏi lý do tại sao bánh của con lại bị đánh giá thấp như vậy. Xin lỗi, chú đã đánh giá bánh của cháu 3/10 điểm. Chú có thể cho cháu biết lý do được không ạ? Cháu nghĩ nó thực sự rất tuyệt mà. Tôi tự hỏi, không biết cháu đã thử ăn bánh của mình chưa? Nếu rồi thì có lẽ cháu sẽ không cho rằng nó rất tuyệt đâu. Dạ, thật ra cháu mắc bệnh nên không thể thử bánh. Nhưng mẹ là người thử bánh thay cháu. Mẹ đã khen bánh của cháu rất ngon ạ. Tôi khuyên cháu nên tìm một công việc khác thích hợp hơn. Một người không thể nếm bánh thì không thể theo đuổi nghề làm bánh đâu. Dù có cố gắng thế nào, bánh của cháu cũng sẽ chỉ mang hương vị của người khác thôi. Con đã không tin những gì chú ấy nói cho đến khi con đưa bánh cho một người lạ bên đường thử. Làm à, con nghe mẹ nói nè. Tại sao mẹ lại nói dối con? Tại sao mẹ lại khiến con trở nên thảm hại thế này? Mẹ nghĩ rằng có thể lừa gạt được con đến bao giờ? Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự sai rồi. Mẹ sợ nói thật sẽ khiến con nản chí. Mẹ chỉ muốn con vui vẻ trở lại. Nếu hôm nay con không giấu mẹ đi thi, thì không biết đến bao giờ con mới thôi mơ mộng rằng một đứa vô dụng như con có thể tiếp tục làm bánh. Con đừng có nói như vậy. Tin mẹ đi, con có thể làm được, chỉ cần con kiên trì. Giờ con không thể tin mẹ nữa rồi. Mẹ chỉ đang cố gắng động viên con thôi. Và con căm ghét điều đó.
Đúng, con có thể không tin mẹ, nhưng con chắc chắn phải tin vào bản thân của mình. Đừng nghe người khác nói rằng mình làm được hay không làm được điều gì. Quan trọng nhất là ở con. Chỉ cần con còn muốn làm bánh, mẹ hứa từ giờ mẹ sẽ thành thật và nghiêm khắc khi thử bánh của con. Chỉ cần con kiên trì điều chỉnh từng chút một, sẽ đến lúc con làm ra được chiếc bánh mang hương vị của riêng con. Người bình thường cố gắng một thì con phải cố gắng gấp 10. Chỉ cần con còn muốn bắt đầu lại, mẹ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cho con. Mẹ ơi, Con đang làm gì ở đây? Con đang cần người thử bánh, mẹ có thể giúp con được không ạ? Lạc đường. Chúc anh may mắn, có tin gì vui nhớ báo tôi. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ làm lại cuộc đời, không phụ sự tin tưởng của các anh. Văn Minh, đừng quên chúng tôi nhé. Chừng nào được về, nhất định gặp nhau đấy. Cần thêm bát không em? Anh rửa sạch bóng rồi này. Đã bán buôn được gì đâu mà cần bát với đũa. Ừ, thế à? Thấy hôm nay vợ chồng mình ăn phở trừ cơm vậy. Thôi để em vào nấu. Ngày nào cũng ăn phở trừ cơm, anh không ngán hả? Không, anh ăn suốt đời cũng được luôn. Cơm tù anh còn... Thôi, anh đừng hở tí lại nói chuyện tù tội. Cứ như chiến tích gì tự hào lắm không bằng. Trước khi anh về, quán phở này lúc nào cũng đông khách cả. Để tôi xem cho nào. Ôi, bác giỏi quá ta. Bác học ở đâu mà hay vậy? Các chú công an dạy bác hồi ở trong... Thôi, không nói linh tinh, con mau lên xe đi học đi. Con chỉ hỏi bác ấy một tí thôi. Con cũng muốn sửa xe giỏi như thế. Thôi, đi không muộn. Bác được học nghề sửa xe ở trong tù. Ở đây không chật chội như trong tù, mà sao ngột ngạt thế này? Tôi thấy ở đây đăng tin cần tìm thợ sửa xe phải không ạ? Đúng rồi, anh có kinh nghiệm gì không? Tôi chưa có làm ở đâu, nhưng tôi là học viên có thành tích tốt nhất trong lớp. Vậy anh học sửa xe ở cơ sở nào? Tôi học nghề ở trong trại giam. Hả? Chỗ chúng tôi đủ người rồi. Cảm ơn anh. Đi tù ra, thế ai mà dám nhận? Nhỡ ngứa nghề, ngựa quen đường cũ. Mày đã mong mỏi ngày trở về này như thế nào? Vậy mà, cuộc sống sau những song sắt, có ai cần mày? Chỉ khi còn trong tù, mày mới nuôi hy vọng, mới có những người tin tưởng mày sẽ hoàn lương. Phải rồi, mình phải tìm cách để được trở lại nhà tù. Báo đây, ai mua báo tin tức không? Chú ơi, chú mua báo không ạ? Chú không. Chú ở quê lên thăm bà con, bị lạc đường, rồi trộm nó móc hết tiền. Ồ vậy sao? Tội nghiệp chú. Chú đã gọi người nhà tới đón chưa ạ? Không, chú bị mất cả điện thoại rồi. Giờ chú đang tìm đường về số 186 mà lạc hoài à. Cháu có thể giúp chú. Cháu biết đường tới 186, chú lên cháu đèo nhé. Thế sao được? Cậu còn phải đi bán báo mà. Không có sao đâu ạ. Cháu bán gần hết rồi. Chở chú về xong, cháu sẽ đi bán nốt. Tốt quá. Vậy nhờ cháu nhé. Chú lên xe đi chú. Thành phố đông vui chú nhỉ? Hồi đầu mới lên, cháu cũng lạc suốt đấy. Có khi đi từ sáng tới tối mới tìm được đường về nhà chú ạ. Vậy cậu cũng hay lạc đường lắm sao? Vâng ạ, có khi cháu đi giao báo buổi sáng cũng bị lạc nữa.
Vậy chắc bị nghe cằn nhằn nhiều nhỉ? Vâng ạ, không chỉ cằn nhằn, cháu còn bị ông chủ trừ lương. Có lần tiền lương của cháu bị trừ hết luôn. Vậy lúc đó cậu có bỏ nghề giao báo không? Không ạ, ai chẳng có lúc bị lạc đường chứ. Lỡ đi sai thì phải đi quãng đường dài gấp 2, gấp 3 lần mới tới đích được. Nhưng sau đó mình rút kinh nghiệm và không sai đường nữa, cháu nhỉ? Cho tôi tờ tin tức. Chú chờ cháu chút nhé. Ừ. Sao cháu không tri hô, ăn cắp để công an bắt chú, đưa chú trở lại nhà tù? Ở ngoài này, không có ai cần chú cả. Cháu không nghĩ chú muốn lấy xe đạp của cháu. Chú đã từng ngồi tù ạ? Chắc cũng giống như cháu bị lạc đường thôi. Chú, mình cứ đi, dù xa và lâu hơn một chút rồi sẽ tới đích. Mọi người sẽ chấp nhận chú mà. Cảm ơn cháu, cậu bé tốt bụng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!